lại qua nhà hàng xóm tìm cây ổi. Các bạn đã nhìn thấy cây ổi to mình mới hạ chưa? Cây ổi này thì đang trốn ở vào ao. Cái rễ nhãn nó to chưa này? Cây bé nên là lấy cũng khá là nhanh và đơn giản. Cây mini mà nhìn dài phết đấy chứ, cưa bớt cho gọn. Cây này thì có phần rễ nó chung nhau nhưng mà bé quá nên cắt bỏ thôi. Rễ cọc bên dưới thì mình sẽ bỏ đi vì nó hơi bị dài. Hiện tại nhìn gốc hơi xấu. Sau 10 tháng, ổi khá là lô lớn mà 10 tháng như này là khá là to rồi. Tô tí son cho em nó. Cành này cần nuôi thật to để kéo sẹo cái vết cắt này. Còn cành to này sẽ nuôi thêm một đoạn nữa rồi sẽ cắt giật. Cành này sau mình cắt ở vị trí này, rồi lấy mầm và uốn ngang ra. Cành to này sau mình cắt ngắn lại và nó sẽ phân nhánh. Cuối video sẽ có demo để các bạn dễ hình dung hơn. Ổi rất lâu lớn, mình nuôi thả nó mới to được nhanh như này. Lần sau cắt giật thì mình mới bắt đầu uốn. Dùng cái app demo bonsai điện thoại để demo tay cảnh. Cây này làm cây mini gốc quái, dáng là lạ một tí. 3 năm nữa cũng có cây chơi rồi.